Ngày 15 tháng 10 năm 2024, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Báo Giao thông, Hiệp hội Logistics Việt Nam VLA và các đơn vị đồng hành tổ chức hội thảo Vai trò của vận tải xanh Green Logistics trong xu thế quốc tế đương đại tăng trưởng xanh phát triển bền vững hướng tới Net Zero 2050, góp phần cụ thể hóa mục tiêu Net Zero đến năm 2050 trong lĩnh vực vận tải tại Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu, diễn giả, nhà chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải trao đổi, đề xuất khung pháp lý, giải pháp, định hướng cụ thể về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững trong ngành vận tải nói chung và lĩnh vực logistics Việt Nam nói riêng. Logistics xanh là hoạt động hướng tới các mục tiêu bền vững, thân thiện, bảo vệ môi trường, giảm tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. Các hoạt động này bao gồm vận chuyển, xử lý và lưu trữ nguyên vật liệu, kiểm soát hàng tồn kho, kho bãi, đóng gói và các quyết định vị trí phân bổ hàng hóa. Hiện nay, toàn quốc có hơn 40.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics. Việt Nam cũng là quốc gia đứng đầu trong các nước ASEAN về số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics. Được cơ quan hàng hải Mỹ cấp phép, xếp thứ 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu theo bảng xếp hạng Agility năm 2022. Vì vậy, hoạt động logistics hướng đến xanh bền vững vừa là cơ hội vừa là thách thức với các doanh nghiệp. Thì cái yêu cầu về các cái tiêu chuẩn về giảm phát thải cũng như là cái tiêu chuẩn về xanh thì đòi hỏi các ngành logistics phải chuyển đổi từ những cái truyền thống thì thông thường sang những cái yếu tố xanh, các cái tiêu chuẩn mới để đảm bảo được cái tiêu chí cho các cái hàng hóa sang các cái thị trường và đặc biệt là cái thị trường khó tính và cái thị trường cái tiêu chuẩn cao. Đặc biệt một cái phương tiện đơn giản thôi, một cái phương tiện vận tải đường bộ, xe tải thôi, nếu mà chuyển từ cái xe mà sử dụng cái nhiên liệu thông thường hóa thạch mà để đầu tư một cái xe điện hoàn toàn là cái giá đã gấp đôi hoặc là gấp 2,5 lần. Đấy. Và cái con người là phải vận hành được cái công nghệ tiên tiến, công nghệ số, công nghệ xanh và hiểu được và cái văn hóa của cái kinh tế xanh nữa. Cho nên là mấy cái tiêu chí đấy tụ lại thì chúng ta có thể thực hiện được một cái lộ trình phát triển cái vận tải xanh và kinh tế xanh trong thời gian tới. Một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp quan tâm là chủ trương chuyển đổi xanh đang thực hiện một cách rộng rãi. Tuy vậy, chưa có những cơ chế chính sách nào hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh. Thế nhưng ở góc độ khác, chuyên gia gợi mở đến những nguồn vốn từ các quỹ đầu tư nước ngoài, sẵn sàng có những hỗ trợ cho doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh. Đây là cơ hội rất hiếm, đòi hỏi các hiệp hội, các doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm, tiếp cận và hợp tác. Thì có thể lên tới nhiều chục triệu đô la cho đến hiện tại quỹ CP theo các cái đối tác cam kết là đã lên tới hàng tỷ đô la. Đây là thứ nhất là cái nguồn quỹ từ phía JP. Đối với những nguồn quỹ song phương, ví dụ như là Hoa Kỳ hay là Canada hay là Úc, thì hàng năm họ đều có ngân sách. Ví dụ như là Úc hiện tại là có ngân sách lên tới 3 tỷ đô la dành cho việc phát triển các cái nguồn quỹ xanh, phát triển các cái cảng xanh cũng như là cơ sở hạ tầng xanh, đặc biệt cho khu vực Đông Nam Á. Thì tôi nghĩ rằng là những cái nguồn quỹ này là những cái nguồn quỹ đều rất lớn. Tại hội thảo, các chuyên gia, diễn giả, đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải cũng đã trao đổi xung quanh hai nội dung chính: chuyển đổi xanh, cơ hội và thách thức đối với ngành logistics Việt Nam và nguồn lực, vai trò của các bên liên quan cũng như mô hình chuyển đổi ngành logistics Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng khi chuyển đổi sang phát triển xanh hướng đến bền vững sẽ vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn có thể đi tắt đón đầu trong việc áp dụng công nghệ hiện đại để thực hiện các giải pháp hướng đến xanh trong hoạt động logistics. Khi truyền tải những cái thông tin liên quan đến thể chế, chính sách và cơ chế nhằm vận hành một cái nền kinh tế xanh, trong đó có chuyển đổi xanh trong ngành logistics Việt Nam. Cái thứ hai nữa là nổi bật trong cái kết quả của hội thảo ngày hôm nay thì tôi cho rằng cái vấn đề là chúng ta đã liên kết được các bên có liên quan để mọi người hiểu sâu hơn là chúng ta cần phải làm gì cho cái chuyển đổi xanh trong ngành logistics Việt Nam và cái mối quan hệ giữa chuyển đổi xanh của ngành logistics với các cái đối tác khác, ví dụ như các bên sản xuất, bên cung ứng, thế rồi là vấn đề thâm nhập thị trường như thế nào, vấn đề nguồn lực ra làm sao để chúng ta có thể huy động được các nguồn lực đầu tư rồi hỗ trợ cho chuyển đổi xanh trong ngành logistics Việt Nam. Hiện nay, ngành logistics xanh được chính phủ và các doanh nghiệp quan tâm đầu tư chuyên nghiệp.
Trong đó, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ngày càng được đầu tư xây dựng và mở rộng. Hệ thống đường cao tốc trọng điểm được xây dựng, cải tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải phát triển. Hệ thống cảng biển cũng được cải thiện, chú trọng đầu tư, tiếp cận những dịch vụ vận tải tiên tiến, hiện đại và thân thiện môi trường hơn. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp logistics trong nước vươn lên để cạnh tranh và hội nhập với quốc tế.